Ba cánh rừng nguyên sinh miền Tây nổi tiếng trong giới xê dịch. Du khách khi đến miền Tây không thể bỏ lỡ cơ hội tham quan các khu rừng nguyên sinh xanh ngút ngàn. Dưới đây là ba điểm đến cho người yêu thiên nhiên, thỏa sức check-in và khám phá. Rừng Tràm Trà Sư là một trong những điểm tham quan đặc sắc và thú vị nhất của mảnh đất An Giang. Cánh rừng với những hàng cây xanh tỏa bóng mát, cả một vùng trời tạo nên khung cảnh thiên nhiên hiền hòa. Đây cũng là nơi có hệ động thực vật phong phú bậc nhất miền Tây Nam Bộ. Ảnh Reuters. Rừng Tràm Tân Lập nằm trong khu du lịch làng nổi Tân Lập, Long An, nơi đây chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km. Đây là điểm đến thích hợp với những người yêu thích chụp ảnh và muốn tận hưởng bầu không khí yên bình. Ảnh The Wandering Wildcat, Dinh Sesmu. Rừng Tràm Xẻo Quýt thuộc xã Mỹ Hiệp và Mỹ Long, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây được xem là điểm du lịch về nguồn độc đáo, mang lại trải nghiệm mới lạ cho tín đồ du lịch. Ảnh Lorido Odot, Kim 1006.